Lam TV giới thiệu các bạn một cái giò hương dừa. Lam hương dừa à, anh Tuấn? Chẳng biết được gọi là gì. Cái giò này, giò này khổng lồ. Tuy nhiên là cả một cái giò to khủng này chỉ có đúng một bông hoa thôi. À, nó tàn hết rồi. Tàn rồi á? Trước nó cũng hơn một bông. Nhìn thấy hiện tại có đúng một bông này. Đấy. Hương thơm thì rất là quyến rũ và nó có cái mùi như là mùi thơm của mọi người cứ điêu nè, nước cốt dừa. Không nữa là không lại cứ bảo một bông. Thì hai bông. Con này kiểu nhà nào to treo không cũng quách đúng không? Thơm lắm. Treo để giải tỏa cái yeah. Đẹp. Hương rất là thơm. Cái này là nó cây ở đâu về anh? Cái này cây mình nguồn gốc của Đài Loan. Đài Loan à? Gốc Đài Loan. Thế, chứ không phải là giống này không ở Việt Nam không có đúng không ạ? Không có. Còn mỗi một cái bông thì lại xoay nó vào trong mất rồi. Cho mọi người bớt ngửi đi. Rồi ấy thế cho nó cân. Cân nè. Mỗi là mười mấy năm. Mười mấy năm rồi bộ. Là trường kỳ kháng chiến có bụi lan như này, cần gì phải hoa đâu. Bụi lan này mười mấy năm á? Mười mấy năm. Tức là của anh mười mấy năm hay là à. Hay là từ cũ? Vừa mua lại mà mình hay là cái tuổi thọ của nó lâu lắm rồi. Có đúng hai bông hoa. Không, vừa trước là nó nhiều hơn. Nó 15-20 bông. Là... Nhưng mà công nhận hoa nó thơm thật. Hoa nó thơm. Cứ tưởng tượng thích điều một bụng to như thế. Nó cứ tưởng tượng như là nó cái nước cốt dừa ấy. Nó thơm như kiểu nước cốt dừa mình cô đặc lại ấy. Nó rất là thơm, thơm. Mặc dù chỉ có một bông thôi, hai bông thôi. Nhưng mà cầm lên ngửi rất là sướng. Cái giò này thì rất là to. Cái này mà xé ra thì có lẽ phải được cả trăm giò con. Đấy, mặt hoa cũng rất là đẹp. Mọi người cứ nhầm nó là vũ nữ. Ừ. Có người thì nhầm sang chi địa lan. Vâng. Nhiều lắm. Thế nhưng mà thực chất thì nó là gì? Nó là chi khác. Chi khác. Nhưng mà là chi gì bây giờ? Cha, cái chi này khó nhớ. Khó nhớ tên. Nhưng mà trong sách có gì ạ? Vâng. Tức là như anh Trần Tuấn nói là cái cây hương dừa này thì nhiều người là nhầm sang vũ nữ. Có người lại quy nó sang địa lan nhưng mà thực chất nó không phải, nó là chi khác. Lát nữa sẽ mở sách cho xem tình hình nó như nào. Này thì với cái lượng này nó đẻ thì rất khỏe, như này thì nó ngày càng giò ngày càng lớn hơn. Cái lá thì nó rất là nhỏ các bạn, lá cứng nhưng mà nhỏ, lá như kiểu lá tóc tiên, nhỏ vươn dài. Hoa thì màu đỏ, cánh đỏ, lưỡi thì có đốm đỏ vàng. Hai cái cánh phía giữa này thì nó lại rất là nhỏ và nó ôm chứ nó không xòe ra. Thế là nhìn nó như kiểu là chỉ có ba cánh. Nhưng thực chất là có hai cánh xòe hai bên, một cái đài trên cộng với hai cánh nhỏ ở giữa cộng với cái lưỡi. Nó khá là đẹp. Cái này mà nếu mà ra nó ra được khoảng độ vài chục bông hoặc là độ 50 bông thì cái giò này thì thật sự là hương thơm sẽ khủng khiếp luôn, tuyệt vời.
hương thơm rất là hay. Cảm ơn các bạn. Thế giới lan đúng là vô cùng phong phú, và cái hiểu biết của con người về thế giới lan này cũng không biết thế nào là đủ cả. Hy vọng là những cái thông tin từ kênh Hoa TV sẽ có phần nào đó bổ ích đối với các bạn. Cảm ơn các bạn.